Thử thách xem video đoán tên kênh YouTube đình đám nhất hiện nay. Liệu bạn có xem YouTube đủ nhiều để biết hết tất cả các kênh YouTube cùng tên là gì không? Trước khi trả lời, bạn nhớ đăng ký kênh mình tại đây và bắt tay vào câu 1 thôi. Đây là kênh có thể nói là chị gái quốc dân của nhiều bạn. Chị ý rất hay đeo kính màu sắc, bạn biết không? Thơ Nguyễn, kênh cực khủng của Nguyễn Hồng Thơ sở hữu 8,96 triệu đăng ký. Các video mang tính giải trí cao, có thể bạn là fan trong đó đấy. Nhớ giơ một cánh tay nếu mình đoán trúng nhé. 2. Bạn có nhận ra đội quân quen thuộc này là kênh của anh YouTuber nào cực kỳ nổi tiếng không? Lâm Vlog, hiện kênh có 7,21 triệu lượt người theo dõi của anh Lê Hoàng Vũ Huy, sinh năm 1990. Các clip trên kênh review về ẩm thực, các thử thách hấp dẫn giới trẻ, do đó được nhiều bạn yêu mến. 3. Team dữ dội này của anh Võ Phúc Vinh thuộc kênh nào nhỉ? Các fan đoán không trượt phát nào là cái chắc. Tony TV, các bạn trong này là Thảo, Đại, Phúc, Ngọc, còn thiếu cái tên nào nữa không ta? Các video đều về các bạn này đang tham gia những cuộc đại chiến hoặc các trò chơi thử thách rất bánh cuốn. 4. Anh em Minecraft đâu cả rồi, tụ tập vào đây hết xem nào. Xem đây là kênh YouTube nào. Hello Team, một cái tên đình đám trong cộng đồng game Minecraft Việt Nam. Có các thành viên trong đó như Mr. Vịt, Sammy Đào, Mèo Simi, Cá Mùi, Kairon, vân vân. Bạn yêu thích thành viên nào nhất? Mình thì thích Mèo Simi nè. 5. Những thước phim đen trắng tạo nên thương hiệu đình đám của kênh YouTube này. Có thể bạn nhận ra các diễn viên nhưng còn lâu mới nhớ được tên. Vlog, có thể bạn đã nghe ở đâu đó câu nói hãy sống đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky rồi đúng không? Chính là từ kênh này mà ra, các parody khuấy đảo với những câu nói viral bậc nhất đỉnh cao thật sự. 6. Anh trai livestreamer, thánh biểu cảm hài hước, bạn đoán là ai? Chris Devin Gamer của anh Chris Fan. Gần đây với video Pháp sư Chris trông cực tấu hài, toàn kênh có tới 9,75 triệu đăng ký. Gần đạt nút kim cương rồi nha. 7. Tộc trưởng vị chiến lược gia người Tày là biệt danh của một trong tứ hoàng livestream này. Bạn đoán là ai? Missy Gaming, còn ai vào đây ngoài Nguyễn Thanh Độ nữa? Kênh của anh có 5,1 triệu người theo dõi. Các video đăng tải đa dạng khi độ Missy chơi các thể loại game. 8. Đây là kênh của một gamer lửa chùa huyền thoại. Có lượng fan khủng, bạn không thể không biết là kênh nào. AS Mobile, kênh YouTube của Nguyễn Hữu Sang sinh năm 1996, có tới 5,25 triệu người đăng ký, chủ yếu livestream về game Free Fire. 9. Xem đoạn video ngắn này, bạn có nhận ra kênh YouTube thuộc hàng tròn đình đám nào không? NTN là kênh của NTN hay Nguyễn Thành Nam, một thanh niên sinh năm 1994 quê ở Thái Bình. Các video mang tính giải trí với tình huống lầy lội khó đỡ, thu hút sự tò mò của 9,78 triệu đăng ký. 10. Xin chào tất cả các cháu là câu huyền thoại của người bà siêu to khổng lồ. Có fan nào của bà ở đây không? Bà Tân Vlog, kênh YouTube 4,15 triệu người đăng ký của đế chế gia đình Vlog, đứng sau là con trai Hưng Tròn. Các video đều nói về ẩm thực siêu to khổng lồ, để lại ấn tượng đi vào lòng người hâm mộ. 11. Cậu bạn này đi chợ thôi mà có con xe chất chơi đấy, mà video của kênh nào nhỉ?
gợi ý có hai anh em với ba chỏm tóc trên đầu cực hài hước. Ẩm thực Tam Mao có 3,7 triệu đăng ký của anh Lê Mạnh Cường và Mao đệ đệ Nguyễn Văn Dũng ở Ba Vì, Hà Nội. Kênh chuyên về ẩm thực với các món tưởng chừng không có nhưng lại có nhiều không tưởng. 12. Bạn muốn xem các kênh chuyên gia phá án như Sherlock Holmes? Đoán ngay tên kênh YouTube đình đám này đi! Anh Thám Tử của anh Vinh Trần, sinh năm 1994, kênh có tới 2,7 triệu đăng ký, cực kỳ nổi. 13. Xem qua đoạn phim ngắn, các parody đình đám hài hước, bạn có biết kênh nào đây không? Gợi ý, các video nghiêng nhiều về chủ đề học đường. Gãy Media của một team trẻ trung thuộc công ty cổ phần Thế Anh 88 Entertainment, tính đến nay có hơn 3 triệu lượt đăng ký. Các phim ngắn parody hài hước, siêu lầy bựa gần gũi với giới trẻ. 14. Với lối chơi game quen thuộc của anh chàng YouTuber này, bạn có nhận ra đây là kênh YouTube nào không? Jay Gray Việt Nam, đến giờ vẫn chưa biết chủ kênh tên là gì, mặc dù làm tới 2 lần rồi, các bạn giúp mình ghim với. Kênh có 1,84 triệu lượt theo dõi. Các clip là những trải nghiệm mới lạ và thú vị trong tựa game Minecraft mà bạn yêu thích đấy. 15. Có thể Minecraft là trò tủ của bạn. Dù bạn có hay xem video livestream của các kênh YouTube nhãn mặt rồi thì cũng khó mà đoán được tên kênh này. Red Hood Việt Nam, vị chúa trời toàn năng Nguyễn Bách Tùng của các gamer Minecraft đây, sở hữu 5,75 triệu theo dõi. Ngoài livestream game, mình còn để ý khuôn mặt đẹp trai và cách nói chuyện hài hước của anh ấy nữa cơ. Bạn vậy không? 16. Một kênh lớn có nhiều các video giải trí hài hước, các thử thách cuốn hút giới trẻ. Gợi ý, kênh của một chị rất hay buộc tóc bím hai bên nha. Hà Sam, một kênh giải trí thu hút hơn 1 triệu lượt người đăng ký, ám chọn nút vàng của YouTube với các video đơn giản vui chơi đùa cùng các thử thách mà thôi. 17. Kênh này của hai cậu bạn, các video làm về nhiều loại đồ chơi mà chúng mình yêu thích, đặc biệt là mô tô, súng đồ chơi. iGaming TV, kênh này đình đám có 8,31 triệu đăng ký, trong đó các fan nước ngoài là chủ yếu. Thật là đáng học hỏi và không hề tầm thường phải không? 18. Nếu các bạn biết anh Red Hood Jay Gray thì quá là bình thường rồi, có một game thủ nữ cực hot trong giới Minecraft là ai? Mèo Channel của nữ streamer Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1998, kênh thu hút 5,07 triệu lượt theo dõi. 19. Chắc chỉ cần xem 3 giây video này, bạn đã nhận ra đây là kênh của chàng ca sĩ nào rồi đúng không? Jack97, các video trên YouTube này chủ yếu về các MV ca nhạc đình đám. Kênh có 5,68 triệu đăng ký. Có ai là fan ở đây không? Về cùng team mình nha! 20. Hero Team thì anh em nào chẳng biết đúng không? Thế còn lối chơi này là của thành viên nào trong đó các bạn nhỉ? Mèo Simi, kênh livestream game Minecraft của Trúc Đào, sinh năm 2000, sở hữu lượng fan khủng 2,37 triệu đăng ký. Vẫn là các kênh YouTube đình đám quen thuộc, nhưng qua các video ngắn không có mặt của nhân vật chính trong đó, bạn có đoán được hết họ là những ai không? Mình đảm bảo nhiều fan cứng còn lúng con nhà bà Tùng ý chứ. Vậy thì comment thể hiện ý kiến của bạn đi nhé. Mình đợi để trả lời các bạn ở comment. Đừng quên đăng ký kênh tại đây để đón chờ các video hài hò khác chỉ có tại Nhanh Trí.